Xin chào nha. Hôm nay được ngày nghỉ ở nhà, thế là thấy cây này mới hay quá, nảy ra ý tưởng quay quay clip chia sẻ cho cả nhà xem. Đó, cái cây này của tôi, cả nhà có thấy cái điều gì à? Cả nhà có đoán được là tôi muốn chia sẻ cái điều gì không? Đó, tôi muốn chia sẻ cho cả nhà là cái lá của cây ấy. Muốn chia sẻ là chính là chia sẻ cái lá đấy. À, các bạn thấy không? Cái cây này là khi tôi thấy cây này ra lá thì tôi cũng chú ý theo dõi. Thì tôi để nguyên, không cắt tỉa chỉnh sửa gì hết. Thì cái lần gần nhất mà tôi cắt cái cây này này, nó là khoảng 2 tháng trước. 2 tháng trước. Có nghĩa là nếu như các vị xem YouTube của tôi thì lục lại 2 tháng trước thì sẽ có một cái clip là clip chờ đông. Đấy là khi tôi cắt cái cây này khoảng 2 tháng trước. Và từ đó đến nay thì tôi không cắt tỉa, không chỉnh sửa gì cả. Tôi để nó mọc tự nhiên. Thì nó ra lá, đến thời điểm này nó ra lá như này. À, cái lá này là lá già rồi nha các bạn nhé. Đây, các bạn mọi người xem này. Thì bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem cái kích thước của lá nhé. Cái kích thước này. Đấy, các bạn thấy không? Nó bằng đúng cái móng tay út của tôi nhé. Đó, cái lá của nó là bằng đúng cái móng tay út của tôi, và lá này là lá già nha quý vị nhá. Lá này là lá già sắp sử dụng ở nơi rồi đấy. Đây, nhìn ở bên này thì quý vị sẽ thấy đây. Đây là lá, này là lá non này. Đây là lá non rất là rõ, nhìn thấy rất là rõ lá non này. Còn đây là lá già này. Đấy, lá già này. Ấn vào đây phát cho nó rõ nét nào. À, đây, nó là lá già. Cái lá này là lá già màu xanh rất là thẫm này. Hay bên này thì quay sang bên này thì thấy đây. Đây, màu xanh rất thẫm này, cái lá này vặt nhẹ đấy là rụng này, và bên cạnh nó là ra cái lá non này đấy, các bạn thấy không? Và cái lá của nó là ra ở một cái khẩu độ rất là bé nhá, đấy, và nó đều tăm tắp trên toàn cái cây ấy luôn đó. Đấy, quý vị thấy không? Đó, và cái cây này là đây, ở đây này nhìn màu sắc ở đây rất là rõ này. Và cái cây này là ở một chế độ vẫn đang nuôi cho ăn uống đầy đủ nhá. Đó, còn đây không? Phân quả bàng này. Đây này. Phân quả bàng này. Phân dynamic này. Đấy. Đây, phân dynamic này. Còn cả phân lợn nữa này. Có nghĩa là các loại phân ở trên cái chậu này nhá. Đó. Thế thì cho ăn rất là nhiều. Vẫn thúc cho ăn liên tục. Lá để tự nhiên không cắt tỉa đấy, và cái lá nó ra này, cả nhà thấy không? Đó đó, để hoàn toàn tự nhiên trong khoảng 2 tháng. Không biết là cái bông đĩa thì họ có phải để cắt sửa chỉnh sửa gì không, nhưng mà đây, cái cây này tôi cắt thực tế là tôi để không không làm gì hết trong 2 tháng, và đến bây giờ nó ra lá đấy. Từ đó nay là nó, từ cái lúc nó không có lá cho nên nó ra lá là nguyên si là như thế này đấy nhá cả nhà nhá, chứ không phải tỉa to gì đâu đó. Đấy, quý vị thấy không, cây vẫn cho ăn đầy đủ, cho ăn thoải mái, cho ăn đầy đủ. Kích thước cây chỉ khoảng găng tay thôi đó. Thế mà làm thế nào mà hệ thống lá nó ra vẫn nhỏ đẹp, hài hòa với cái tỷ lệ của cây à? Thì cái này đòi hỏi là một cái kỹ thuật cắt rất là khó, đòi hỏi là kỹ thuật cắt trình độ rất là cao đấy anh em ạ, chứ không phải là như nhiều người nghĩ ra là muốn lá nhỏ là cứ đầy ải cây, không bắt đầu là đầy ải cây, sau đó là không cho ăn uống hay là thậm chí không tưới nước, thì cái lá là mới nhỏ, cái đấy là sai hoàn toàn nhé. Đó, đây là cái thực tế. Để mà một cái lá nhỏ phân đều trên cái cây, nó liên quan đến một vài yếu tố, trong đó cái yếu tố cắt tỉa là rất quan trọng, nó đòi hỏi một cái trình độ khá là cao. Tại sao tôi lại quay cái clip này? Tôi nói thẳng luôn, trước đây khi mà tôi làm cây theo cái lối này, theo cái lối của tôi ấy, thì có rất nhiều thành phần mỉa mai tôi, bảo rằng là cái loại cây này cắt ra lá thì nhìn thấy cái gì,
thậm chí có cái ông nghệ nhân ông còn bảo cắt lá ra như đống rơm. Thì tôi cũng đã làm vài clip để tôi giải thích trình bày rồi, nhưng có vẻ như nó cũng không ổn. Thành ra từ đấy tôi cũng ngộ ra một cái điều là đừng bao giờ tranh luận với những cái thằng ngu. Tại vì làm sao chúng nó rất đông mà nguy hiểm. Mình tốt nhất là mình cứ để cái thực tế. Cũng may là mình vẫn còn thời gian để mình chứng minh. Cái thực tế nó là câu trả lời nó đanh thép nhất anh em ạ. Không cần phải nói nhiều, không cần phải trình bày. Cho nên là chơi cái bộ môn này này là nó cũng rất là hay, nó giúp tôi giác ngộ được ra rất nhiều điều. Đấy, như cái điều vừa rồi tôi muốn chia sẻ với quý vị ấy, là đừng có tranh luận với những thằng ngu vì chúng nó rất là đông và hung hãn. Tất cả câu chuyện cũng giống như một cái trò ảo thuật ấy. Khi chúng ta chưa biết cái bí quyết của nó thì chúng ta cứ ngớ cả người ra, tưởng như là có phép màu. Thế nhưng mà thật ra tất cả đều có lý do. Do chúng ta là chưa hiểu biết. Kiến thức nó còn nông cạn nên chúng ta hay thắc mắc những cái nó ngớ ngẩn thôi. Đó, cho nên là cái gì nhỉ? Có nghĩa là rút ra là cái điều gì? Phải chịu khó học hỏi, chịu khó lắng nghe. Thùng rỗng thì đừng có kêu to. Đấy, cái điều mà rút ra ở trong cái clip này nó chính là như thế nhá. Chia sẻ. Bye bye nha.